theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Như vậy thì Clash sẽ nhanh, nhưng vẫn còn đó là Hakuin nữa. Nhưng những tướng right by, ui, vẫn phải là cái tên Tingle Turn lên tiếng rồi. Một tình huống lấy mạng rất nhanh đi liều ở gách, và đó là điểm hạ gục đầu tiên dành cho Sudik ở trong cái game thiếu này. Ở đây chúng ta thấy rồi, TSE cũng đang liên tiếp nổ súng của DA, và đó là con tôn trên Iro nha. Smart nằm xuống và sẽ phơm hộ đến từ hình tràng VAT thôi. Thêm một tình huống mất người nữa trong game thiếu này rồi, và lần này đến từ thành viên của Digital Athletic. Dã man. Thật sự thì đội hình của bên phía team Sodic cũng như là TSE đang bắt đầu nhồng lên trong chính trận thi đấu này rồi. Với Scream thì với vị trí của đó là Miramius, rất yếu máu rồi, một viên nữa thôi và đúng là một tiền meme của bên phía Sonic. Tinkleton là người confirm tiền thì nó đã kết thúc nha, và để xem phây thứ hai, vòng bò nó giật về đâu đây, và đó là vòng bò giật ngược về góc 6 giờ của phây trước, của vòng bò trước, khu vực Montenegro vỗ đang ôm trọn trong bò. Nếu như chúng ta có ba trong tình huống này thì phải cực kỳ dứt khoát và phải đem về được điểm. Không phải đem về được điểm mà là đem về được lợi thế để di chuyển tiếp. IQ500 có mạng của Rostanma rồi. Dicker đang bị đuổi bởi vòng xanh. Như vậy thì IQ500 liên tiếp táp vào vị trí của IQ500, hoàn toàn có thể đi tiếp. Và giờ thì Long Ca bắn. Ui ui. Vâng, một ngày thi đấu không mấy khả quan lắm với Foreman. Đại diện đã giành được cái chiến thắng thuyết phục ở trong tuần thiếu thứ hai vòng Weekly Final, nhưng mà đến đây thì họ lại đang gặp chút khó khăn ở trong vòng Weekly Survival rồi. DXG chúng ta đã vào được bò rồi, và chúng ta cần phải chọn một khu nhau đào độ an toàn nha. Đội hình chia ra 2-2 vẫn sẽ là Long Ca và Neo đi với nhau. Một tình huống di chuyển bò là cực kỳ dứt khoát tới Division X Gaming. Những cái khu nhà gần thì đều là clear và hoàn toàn có cơ sở chúng ta giữ lại được người. Buiram nót ra, hạ gục được EJ của Africa Freaks. Những cái vị trí gặp khó bây giờ là những vị trí ở trên khu vực high ground. Ends họ mất đi vị trí của Tinh Du, mất luôn cả Dicker rồi. Shot thủ kiếm cũng đang bắn vào, và như vậy thì Ends còn lại một mình. Skuiske rất khó để cho Ends vượt qua được, và có vẻ như chiếc xe cháy và Perdicati headshot thành công Skuiske. Ends dừng lại top thứ 16. Trước đó là Buiram, và bây giờ thì cả Multicycle Gaming cũng bắt đầu bắn vào team Africa Freak, và khó rồi. Hikari bị knock out, đã đề cập cái vị trí qua phía kích bằng rùa tâm boy mà họ bị quá nhiều hướng bắn phá. Bây giờ Akat cũng đang gặp nguy hiểm bởi Infantry nha, những vòng bò mới tiếp tục gọi tên các thành viên của team Africa Freak, và phần nào đó là cả TSM nữa. Còn đối với Dimzy Gaming, rất khó khăn, họ quay được xuống góc 6 giờ, nhưng bây giờ một lần nữa lại phải đi bò đến từ đại diện Việt Nam. Họ sẽ không có quá nhiều bất lợi. Bây giờ thì TSM vác cái headshot bởi MCG, Linh Dù. Những các thành viên ở bên Buiram họ đang muốn công vào nhà của Petro, và Maru có cho mình cái mạng của Noatra. Acelab tiếp tục hạ gục Bim Walk Meow. Và giờ thì Buiram họ cũng chỉ còn lại Konasi và ESD thôi. Liên tiếp điều confirm bằng Grenade. Bên chính chờ đốt thì bây giờ đã hủy diệt hoàn toàn Buiram, và như vậy thì thêm một đại diện Thái Lan nữa đang gặp rất nhiều sự khó khăn ở trong game thiếu này. Giờ thì sẽ đến với Division X Gaming Meta. Vị trí của Seizen đang chỉ là lẻ thôi. Chúng ta cần phải ép vào Seizen. Đang định đẩy ra sau nhà. Rất nhiều nét được đem ra bởi Meta Gaming, nhưng đây là một góc đứng gần. Cẩn thận nào Division X ơi. Seizen knock 2. Long Ca ba cứu 500 nằm xuống. Forgot cùng với đó là vị trí của Nelty, cần phải cứu người đồng đội của mình lên. Nhưng Long Ca có vẻ như sẽ bị bỏ đi, và vị trí của cứu 500 bị đốt ở ngoài outside blue zone. Không đủ tham để bay lên. Ôi xong bò rồi. Lại bò giật lên trên và say goodbye với Division X Gaming ở trong trận đấu này, khi mà Ragnar Nino kết thúc Fergus và chỉ còn lại một mình Nelty thôi. Không còn đường nào cho bên Faker nữa. Đúng như mình Popper vừa đề cập, thì đó là một sự thi đấu rất khó chịu từ Mega mình. Họ kề lại và bắt chết các thành viên của Faker luôn. Thời điểm này sẽ là thời điểm cực kỳ nhạy cảm của Attack on Around. Nét trả lên là rất nhiều và shot to kill. Họ đang muốn ép James bị hạ gục rồi. Peng EGM của bên phía TSG bị kết thúc bởi đó là AC Lab. Như vậy thì đội hình của Attack on Around mất hai người. Trải thấy Meta thì mình cũng bắt đầu công vào Kim Văn Song nhà, và như vậy là cả Peng EGM cũng như là Volibear đã hy sinh. Meta gặp khó, còn lại một thành viên thôi thì phải. Vâng, đó là Rich2D. Ragnar Nino vẫn còn sống, nhưng Ragnar Nino ép sang hướng cánh phải, không thể hạ gục được AC Lab và Infantry. Mất luôn cả 9. Vâng, liên tiếp lại pha giao tranh cực kỳ nhộn nhịp ở góc 6 giờ của cái vòng bò trước. Đây là hai cái tên mà
mà chỉ còn lại 4 thành viên thôi. Và giờ thì Pedro xoay vào vị trí của bên phía Ivan Tree nữa. Cả Streamzy cũng đang bắn vào. Long Screw đã bị hạ gục rồi. Ở đằng sau lưng vẫn còn một tình huống Piter, Huki Puki, Boliang hạ gục đi là Mamu. Giờ thì Ivan Tree cùng với đó là Pedro. Họ đang có bát rất cần. Trong khi đó thì quả nếp bắt đầu được ném sang hướng Huki Puki. TSM gặp khó rồi. Hát Queen bị hạ gục bởi Unsealbill. Dẻo dàng kết thúc được AC Lab. Vâng, còn 16 tuyển thủ nhưng các team họ đang đều bị mất người lẻ. TSM dừng lại ở top 6, Streamzy sấy tốt, Beam hết sân Unsealbill, shot to kill. Họ vẫn đang cố gắng nhưng cũng dừng lại ở top 4 luôn rồi. Tôi nghĩ rằng là cái quyết định duy nhất của họ là đơm vào bộ đồ của bên phía team Ivan Tree. Tôi đẩy xe lên và team của tôi có cho mình mạng nhào nhào và ngay sau đó là vị trí của Boliang ra đi luôn. Team của tôi trận thi đấu này đang bắn cũng là rất tốt rồi và các thành viên ở Africa Fake họ đang xả đạn sàng. Hikari đốc ăn được team của tôi rồi, cứu lại được hay không đây? Đây sẽ là tình huống 2v1 nếu như mất đi cái mạng sống của team của tôi. Và bây giờ thì ép thẳng vào đội Africa Fake rồi, họ đang muốn dứt điểm nhanh cái game thiếu này. Và bên phía của Sonic liệu rằng có bớ thêm được ai hay không đây? Không còn phải di chuyển được Akat bó mạng mềm và ngay sau đó thì cả anh chàng Simzy cũng bị khai thác luôn và đó là top 1 dành cho bên phía team Africa Freak trong game thiếu này. Như vậy thì sang ngày thi đấu thứ hai, bên phía Africa Freak họ mới lấy được cho mình một slot đi tiếp vào quickly final.